Để các bác và anh em lắp xong cho anh Hoan ở Hoa Lương Ninh Bình. Chúng ta một giờ trưa. Ekip Zika chúng em phải dừng chân để ăn bữa trưa. Ăn cơm không ai? Ngon. Em sợ hết máu. Vâng, sau khi dùng bữa trưa xong thì chúng em lại tiếp tục với chuyến hành trình vào thẳng trong Nghệ An các anh em. Mr. Thụy và Mr. Văn, ba anh em sẽ thay nhau lái vào trong cung đường Nghệ An, Hà Tĩnh ạ. Thưa các bác và anh em, sau một hành trình di chuyển trên cao tốc Ninh Bình Bãi Vọt thì hiện tại chúng em có mặt ở trong Nghệ An, đang đợi anh Trung về để gửi vị trí cho chúng em để chúng em di chuyển về nhà anh Trung. Anh Trung à, em đang đầu ngõ nhà mình đây, như ở ngoài đang phơi lúa nhiều á, không vào được, còn ngõ nào đi vào không anh? Vùng nhà anh Trung thì đang vào mùa thu hoạch lúa, ngõ dưới phơi lúa, ngõ này cũng phơi lúa. Thì em nghĩ là quay lại cái ngõ ban nãy ạ. Để các bác ấy thu lúa xong thì chúng em sẽ đi vào. Anh Trung nhờ. À vâng. Con chào bác ạ. Vâng. Nhà mình lúa được mấy nắng rồi anh? Vừa chắc là khổ. Một nắng mà sợ bão đấy. Nắng. Sợ bão à, thu đi không nó bão nên đang bảo bão về. Đang mùa thu hoạch nhà bác nhỉ? Bác gặt 4 sào thấy thôi. Nhà mình gặt hết chưa bác? Chưa, bác nó còn gần 3 sào nữa. Ấy, thế là gần mẫu nhỉ bác nhỉ? Bác 7 sào lúa, này tha hồ lúa mà ấy rồi. Ây giòn lắm rồi bác ạ, một nắng là nắng, chắc nắng to. Thế mà bạn này em đi Google chỉ tít dưới ạ. Không, nó chỉ đường thì nó cách nhau khoảng 2 đến 3 mét ấy. May quá em mà phi vào đường đấy thì lại ấy, đường đấy phơi nhiều lúa hơn ở đây. Thì thẳng luôn đấy vô chứ. Vâng. Thẳng luôn là vô trong nhà luôn. Anh Trung là xem và tìm hiểu sản phẩm bên em được lâu chưa anh? Nói chung mà thì bên nội Zika thì khoảng được 8 tháng thôi. Lên một răng với cô Duyên với Zika nhá. Được. Thế đây cái này là cái duyên mà. Thấy anh em Zika nhiệt tình, chú đáo cho anh là mình cũng sướng. Vâng. Đó, thưa các bác anh em, anh Trung chia sẻ. Đó, cũng xem tìm hiểu nhiều đơn vị. Cũng về kinh doanh, về âm thanh này, các thương hiệu khác nhau. Nhưng mà hoàn toàn đặt niềm tin vào thương hiệu WeWood. Và cũng đặt niềm tin vào công ty Zika chúng em. À đấy, bạn đấy, lại em. Nhà đấy. Anh đây. Thì em bạn lại em nhìn vào đường này. Ở đông đấy chỗ này hơi ngọt hơi hẹp. Này đường xá rộng rãi nhỉ. Ấy xoài. Có cái xoài được cháu vào luôn không? Thoải mái. Đoạn này cháu vào luôn. Ừ. Có khi là thôi cũng chả cần vào đâu, để ngoài cũng được. Đây lúa mình đây phải không anh? À, của mình ấy. Vâng. Nghỉ nó khoảng tầm khoảng cắn khoảng tầm tiếng nữa đến nơi nhưng mà sớm quá. Các bạn đi cao tốc nó cũng ấy. Đây anh ghi ép sát vào đây cũng được này. Trong bê hàng vào. Trong này chắc cũng chả có ai đi nữa. Không vấn đề chứ mà tắm lên chỗ hãy mà đi hò đi chỉ có xe máy thế. Xe máy thì cũng chả sợ. Vâng. À, sau một hành trình thì chúng em đã có mặt ở nhà anh Trung. Ừ anh Trung cũng làm nghề nhôm kính hả anh? Vâng anh làm nghề nhôm kính. Vâng ạ. Để em chụp. Đây nó đang vuông, mình chỉ mở cái cổng nó ấy vào một tí là được. Và đúng là như vậy. Cặp loa này rất là khủng, cái cặp B15. Sub 40 đẩy X28 đây. Và đi kèm bộ mic 0J321. Vâng ạ, em xin. Em là Duy. Vâng ạ, em là Duy ạ. Nói chung là theo dõi thấy cái hành trình này còn lắp đặt nhiều nên anh phải là phải uy tín. Vâng. Là tin tưởng tuyệt đối. Có là một khoảng 7 năm thôi. 7 năm rồi ạ. Không có duyên. Vâng. Cái này nó là cái duyên mà. Em lên đó, xem. Thầy, nếu mà anh thấy ở công ty thật sự ở đấy thì có nhiều người thì họ mua hàng ở siêu thị điện máy đó nó nhiều. Vâng ạ. Nhưng mà anh phải quá là cảm thấy nó mà không thích. Vì thứ hai thì họ tôi nói là thằng Tàu muốn anh biết. Nhưng mà anh nói là thằng Tàu chính hãng thì nó có tốt hơn cả cái hàng này.
Do đó mà bánh thấy những cái dòng này thì xem bọn em ở có thì là quảng cáo đó thì sẽ là cũng chính hàng chứ không phải là hàng hàng vô với một việc. Vâng ạ. Bên và em bán thấy là cũng như còn nhiều nhà mà và có cái ống vậy mà là một nhà loa mà còn vật đi ông dùng. À đúng rồi, đấy. Thế anh thấy thì tôi thì gọn nhẹ lắm. Đây, cái bộ vừa trên xe em vừa lắp ở Ninh Bình, có nghĩa là dùng mấy hai đôi âm ly mới bỏ hết rồi. Đấy. Thế em bảo thôi thay để cho anh xem có anh em nào bạn bè tặng bộ vào. Ôi bạn anh giờ nó thả chơi này thôi. Các em đem đi cho anh nó đỡ chật nhà. Đấy thế là bỏ tất cả thùng xe đấy. Vừa rồi có ông anh cũng làm nhà cháu nó cũng muốn một mô 140 cái kiểu. Nhưng mà anh thấy trên mạng cái loa của chính vùng nhớ năm 2 thì anh thấy nghe không ngưng và đi học để đây rất trung tình theo rồi nhưng mà nghĩ không được không ổn mình nhưng mà kiểu đẩy vang rơi thì đẩy rơi vang rơi là hơi nhiều thiết nhiều bị quá. Cái thứ hai là nó cũng nhiều quá mà nó thật sự là mình không làm được cái âm nhạc nhiều. Vâng. Mà chỉnh không được cái nên không tách biệt được. Dạ đúng rồi. Về cái âm thanh thì cái thứ hai là những cái là thứ hai. Dạ vâng đấy, cái lên bộ này đồng bộ thứ hai là đánh đẩy lên vang thì nó tiện đấy. Về chuyện về mở đầu thì anh cũng tính là mua tầm khoảng một mấy đồng bê thôi, mình nói chung là mình càng xem thì cảm thấy thích. Càng xem thì mình lại thấy là càng thấy cái bộ B15 này nó hợp với nhà mình. Thì anh tính không biết là có hợp với tổng đánh rồi nhưng mà mình thích là mình chụp còn còn người nhưng mà tất nhiên là tùy có đồ đầu tiên thì sẽ nhưng mà đã cảm thấy thích là được, còn mình gái để họ dạ. Ơ em thấy trong cái bàn học bạn anh ấy là anh giáo viên này anh dạy con để ngành à có dạy tiếng Anh ạ. Mãi một anh làm dạ đây cứ để tạm này đấy quá đẹp luôn. Ui thoải mái. Đánh nó có rơi không? Không rơi đâu. Tại thì Mr. Thụy đang thi công DJ. Đấy. Đấu nối các thiết bị với nhau. Đây là dây tín hiệu. Mình em sẽ lấy tín hiệu từ đây, X28 ra. Đây là dây AV3m ở đấu với xúc điện. Đây là dây quang học để lấy tín hiệu từ trên TV đi xuống. Vừa đi vào gòn với mày lọc thông tin thống vừa đi gòn vừa lâm mua đây. Cô sẵn cô khoái môi chặt mặn
thương anh rồi, nhớ đời nghe em. Cứ treo về cánh cò lội bên sông, cô gái đó xưa nay tròn 18. Bao năm tàn trôi qua, bao mùa xuân chờ đợi, rằng anh không về năm tháng đời chờ mong, rằng anh nọ về. Nó về bên em ơi câu vì anh trao mùa xuân anh trở lại, em sang sông lấy chồng bỏ mặc bên đó xưa, quên câu thương câu chờ lỡ hẹn người ơi. Nắng chiều về sáo xiêu gọi trắng lên tiếng hò gọi em cô lái đò ngày ấy. Con đê nhỏ trên cánh đồng tôm cá còn thương nhau, anh trở về tìm lại đó xưa. Núi hồng ơi, trách chi đó lỡ duyên tình, nửa duyên đứng gánh nên anh đi. Sau khi em cài đặt xong cũng như test những bản karaoke và anh Trung cũng test những bản karaoke rồi thì hiện tại thì Mr. Thụy sẽ hướng dẫn và bàn giao cách vận hành sử dụng cho anh Trung về cái con đẩy X28. Tất cả những quy trình đi bàn giao lắp đặt những bộ dàn karaoke để chúng em đều cài đặt này, setup gửi những tần số đẹp và các chế độ hay nhất của cái nền tảng đẩy lên vang. Xong thì trước khi ra về đã có chuyển giao và hướng dẫn cách vận hành sử dụng bộ dàn để làm sao mà khi kỹ thuật chúng em ra về rồi đấy, các bác anh em cũng là chủ nhân của những bộ dàn đấy, sẽ sử dụng thành thạo cấu hình combo karaoke cặp loa B15 rất là khủng, đẹp quá các bác nhé. Đã, anh Trung nha, anh còn phải quay lại video. Cung đường nó hơi xa. Em cảm ơn anh chị nhá. Vâng ạ. Cảm ơn anh, cảm ơn anh Trung. Cảm ơn anh. Vâng. Rồi, chúng em cũng đã xong công việc bàn giao cho anh Trung bộ dàn B12. À quên, xin lỗi, B15 ạ. Anh cho em gửi lời chào chị nhé. Chúng em về lại tiếp tục về đây, về chắc tầm này về nhà nửa đêm. 4:30. Cao tốc nhưng mà cũng chỉ được chạy có 90. Cứ bật tắt theo lộ trình của các sản phẩm. Thứ nhất là súp, xong đẩy, mic. Đẩy, xong bật thì là bật mic trước đẩy xong đến súp. Mình cứ chia cái công. Anh cất này mấy bao không lại mưa ướt. Vâng, em cảm ơn anh. Đấy. Tuyệt vời quá anh ạ. Wow. Máy to nhờ. Máy cày này. Đấy, về đúng là ngày mùa. Nay là anh em bà con trong thôi em lại đi lại. Đằng này hình như hẹp hẹp nhỉ. Vâng. Dạ, em chào anh ạ. Vâng ạ, vậy là chúng em cũng đã hoàn thành xong công việc của ngày hôm nay. Giờ thì chị chạy ra Hà Nội thôi. Cảm ơn anh em đã theo dõi hết video của Zika chúng em. Chúc các anh em có nhiều sức khỏe và thành công. Đấy, bác nào mà chưa có bộ dàn, sắm một bộ dàn ca hát cũng như là nghe nhạc thì liên hệ chúng em tư vấn cho ạ. Để tư vấn cho anh em mua được những bộ dàn hợp lý nhất trong tầm tiền và phù hợp với không gian nhà mình nhất. Đấy, cung đường 300 cây, 400 cây, thậm chí 500, 600 cây hiện tại chúng em vẫn đáp ứng để lắp đặt tại nhà được luôn. Phục vụ nhiệt tình cho các anh em ạ. Trên những cung đường, trên những nẻo đường, anh em Zika chúng em luôn luôn có mặt. Vâng, xin chào tạm biệt anh em và chào tạm biệt anh em ở Nghệ An. Hẹn một ngày gần nhất, Zika chúng em lại có mặt ở trong Nghệ An để bàn giao những bộ dàn karaoke ạ.